SLV Park Hang-seo được chú ý đặc biệt sau khi giúp U23 Việt Nam giành ngôi Á quân giải U23 châu Á ở AIAD 2018. Ông tiếp tục gây tiếng vang khi giúp Olympic Việt Nam toàn thắng ở vòng bảng. Báo Hàn Quốc tiếp tục khen ngợi SLV Park Hang-seo trước sự thành công của SLV Park Hang-seo. Nhiều tờ báo lớn ở Hàn Quốc đã dành tặng cho ông sự nể phục. Tờ Châu Dần giật tít, ma thuật của SLV Park Hang-seo đã giúp Olympic Việt Nam đứng đầu ở vòng bảng. Tờ báo này cũng tập trung tới việc SLV Park Hang-seo chạy ra ăn mừng với Quang Hải sau khi cầu thủ này sút tung lưới Olympic Nhật Bản. Họ cho rằng đó là biểu tượng của tinh thần đoàn kết của Olympic Việt Nam. Trong khi đó, Hành Ukyubo lại sử dụng hình ảnh SLV Park Hang-seo đấm liên tục vào không khí sau khi Olympic Việt Nam ghi bàn vào lưới Olympic Nhật Bản. Họ gợi nhớ tới hình ảnh của SLV Woo Seo-hyun cờ ở World Cup 2002. Tờ Hành Ukyubo đã gọi chiến thắng của Olympic Việt Nam trước Olympic Nhật Bản là sự kinh ngạc bởi ở nhiều cấp độ, Nhật Bản đều vượt trội so với Việt Nam. Tuy nhiên, họ đánh giá Olympic Việt Nam không hề gặp may khi đánh bại Olympic Nhật Bản. Trang tin Football Action lại cho rằng Olympic Nhật Bản đã phải trả giá vì sai lầm ngay đầu trận. Long Tech, Park Hang-seo. Olympic Việt Nam, đội U23 Việt Nam.